Khánh Dung xin giới thiệu đến quý vị những loại dược thảo thiên nhiên hảo hạng, dùng dược liệu hiếm quý của công ty Cedo, bào chế tại Mỹ theo công thức của Pháp rất nổi tiếng, được nhiều người dùng qua khen ngợi là hữu hiệu, không gây phản ứng phụ. Chai số 28 trị cao mỡ trong máu, giảm mỡ xấu LDL, tăng cường mỡ tốt HDL. Chai số 29 nấm linh chi thượng hạng, chữa và ngăn ngừa nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Chai số 30 thuốc mãn kinh. Chai số 31 trị bệnh mất ngủ. Chai số 32 một phát minh tuyệt vời của thời đại, chống lão hóa, tăng cường DNA, sống thọ. Hãy chọn mua dược thảo của công ty Cedo để sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Cedo, tổng công ty độc quyền phân phối. 1-855-855-4616. Gọi giờ Cali từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều trọn tuần. Nhận đại lý khắp nơi, đặc biệt có gửi thuốc về Việt Nam và khắp thế giới.